Hello. À, Di Đà Phật, con kính chào sư phụ à. Chào. Sư phụ có phải không? Ồ, khỏe mà đang ngồi đây nói chuyện livestream nữa. Dạ, con mới vừa xong việc làm rồi con đang không thấy sư phụ. Thì con có quy y với cha với mẹ năm 2021 mà con chưa được dịp đến để mà lễ cha mẹ bên núi. Tại con ở Đồng Nai nè, hôm rồi con có gọi trên. Rồi nói tiếp đi. Dạ, tại vì con gọi mấy lần Đông người gọi vô á thì lúc nào cái đường dây nó cũng rất là đông cho nên nó cắn qua cắn lại gì rồi vô nhận là dễ lên chán nè. Rồi rồi có rồi rồi còn cứ đem nó vô bàn thờ kêu nó ngồi thiền đọc kinh từ từ hết à, từ từ nó bớt phải không? Xả nghiệp. Thì chỉ có đọc kinh nó làm cho mình sáng sáng tâm sáng trí ra thôi. Chứ sư phụ cũng cái núi Thiên Long Sơn lúc nào cũng mở cửa, con qua thì con cứ lên có người mở cửa cho lên, còn gặp sư phụ hay không thì có tùy duyên, nghe cũng có hứa. Còn cái núi thì ai qua thì cũng đều lên được hết á, nhưng mà gặp sư phụ hay không là chuyện tùy tùy theo bữa. Tại sư phụ cũng có nhiều chuyện khác phải lo á, không phải lúc nào cũng ở trên núi. Chính thân thầy ông nói sư phụ mà quá nghiện ngay lắm. Ok rồi, sư phụ chào con nghe, khi nào con qua thì có duyên gặp sư phụ và chào con. Mai lai nữa hả con? Thiên thanh thảo hay lỡ luyện bữa luôn đi, thêm chút nữa rồi cái mai khỏi. Tại vì chủ yếu bữa nay sư phụ muốn đọc lại cái lịch sử về nạn đói Việt Nam và đồng thời nó đi nó cover hết, nó tổng kết hết để cho những người ở bên Việt Nam đâu phải ai cũng hiểu tại sao có người hải ngoại, tại sao có đói, để cho họ có cái sự hiểu biết rõ hơn. Đó là lịch sử mà bà hầu như sư phụ bảo mấy đứa nhỏ bên Việt Nam 65% tụi nó không có hiểu, nên sư phụ đọc làm cái clip này về đói là vậy. Ok rồi, xin chào quý vị nha, A Di Đà Phật, hẹn lại dịp khác. Giờ này sư phụ hát hay lắm rồi, trời ơi sư phụ đâu có hát hay, sư phụ chỉ gợi lên cái ý thôi, thì lúc mượn bản nhạc thôi chứ phụ đâu có hay có ai dạy ca gì đâu, nhìn chữ đọc thôi mà. Mong tên thiên nhiều ở An Giang rồi, thu nhận hết tất cả những người trên comment á, là mấy vị cũng đang đứng đây nè, mấy vị đang đứng gần đây nè, mấy vị nhìn vô mấy vị biết hết.